Xin chào tất cả các học sinh thân mến, cô là Thùy Dương, giáo viên của Học 247. Rất vui được gặp các em trong phần hướng dẫn dạy bài tập sách giáo khoa Hóa học lớp 9, phần bài Axit cacbonic và muối carbonat. Cô sẽ sửa bài đầu tiên, bài tập số 1 trong sách giáo khoa. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn axit HCl và là axit không bền. Viết phương trình hóa học. Để chứng tỏ được axit H2CO3 yếu hơn axit HCl thì chúng ta sẽ dựa vào cái phản ứng mà axit carbonic bị axit HCl mạnh hơn đẩy ra khỏi muối. Axit H2CO3 là một cái axit không bền nên nó sẽ bị phân hủy ngay, tạo thành khí CO2 và nước. Điều đó nó chứng tỏ rằng đây là một cái axit không bền. Viết phương trình Na2CO3 cộng với lại HCl tạo được NaCl cộng CO2 cộng nước. Thật ra bản chất của nó là chính là sự trao đổi cái gốc. Ví dụ đây là NaCl là tạo thành H2CO3, nhưng chính vì cái H2CO3 này là một axit không bền do đó nó bị phân hủy ngay, tạo thành CO2 và nước. Mình cân bằng đây natri 2 qua đây 2, 2 clo qua đây 2. 2 hydro, oxy 3, bên này 2 cộng 1 là 3, bằng nhau rồi. Bài tập số 2, dựa vào tính chất hóa học của muối carbonat, hãy nêu tính chất của muối magie carbonat và viết các phương trình hóa học minh họa. Đây là một câu giúp mình ôn tập lại các lý thuyết về tính chất hóa học của muối carbonat cho các em nhé. Magie carbonat là một muối carbonat trung hòa. Em thấy trong cái gốc mà tạo muối không có chứa hydro thì đây sẽ là muối trung hòa, không tan trong nước và nó có các cái tính chất hóa học sau. Đầu tiên, tác dụng với dung dịch axit mạnh hơn axit carbonic. Axit carbonic là axit H2CO3 mà lúc nãy mình đã đề cập tới ở bài tập số 1 đó, là nó yếu hơn axit HCl. Vậy thì mình sẽ lấy luôn các cái axit mạnh như là HCl, H2S4, HNO3 và trong cái phương trình này cô sử dụng HNO3. MgCO3 cộng HNO3 tạo được MgNO3, đóng vào ngoặc cái nhóm này 2 lần, cộng với CO2 cộng với nước. Mình cân bằng ở nhóm NO3 là 2. Vậy thì nguyên cái cụm này mình cân bằng là 2. Ở đây là 2 hydro, 3 oxy bằng nhau. Tính chất thứ hai đó là muối carbonat trung hòa thì dễ bị nhiệt phân hủy. Cô viết được phản ứng phân hủy này MgCO3 nhiệt độ lên tạo được MgO cộng CO2. Bài tập số 3 người ta yêu cầu mình viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi hóa học sau, từ carbon chuyển thành khí carbonic, xong từ khí carbonic lại chuyển về đá vôi là canxi carbonat. Rồi từ canxi carbonat chuyển lại về khí carbonic. Đây giúp mình ôn tập lại cái tính chất hóa học của muối carbonat thôi. Cô viết các phương trình lần lượt như sau. Đầu tiên cô sẽ sử dụng carbon cộng với oxy tạo thành CO2. Cái phản ứng này rất là quen thuộc em, như các em nhóm củi đó, hoặc là nhóm bếp than để mà mình nướng tôm, nướng thịt đó. Chính là cái phản ứng của carbon cộng với lại oxy tạo thành CO2 là cái khói bay lên đấy. Và cô đem cái CO2 này xuống, sụp vào trong dung dịch nước vô trong và sụp đến dư thì chúng ta sẽ thu được cái kết tủa là CaCO3 cộng nước với cái phương trình là CO2 cộng CaOH 2 lần tạo thành CaCO3 cộng với H2O. CaCO3 như vậy. Phương trình này đã cân bằng rồi. Và bây giờ mình muốn tạo lại CO2. Các em có thể sử dụng dịch axit người ta ôn tập lại. Đây cũng chính là cái phương trình mà chứng tỏ là cái axit H2CO3 là một axit không bền, bị phân hủy ngay, tạo thành CO2 và nước đó. Người ta muốn nhấn mạnh cái đó nên cô sử dụng cái phương trình này. CaCO3 cộng HCl tạo thành CaCl2 cộng CO2 cộng nước. 2 clo các em nhân 2 lên đây, 2 hydro, 3 oxy, 2 với 1 là 3OC. Cô muốn nhấn mạnh nên cô sử dụng phương trình này, còn nếu các em muốn, các em cũng có thể sử dụng một phương trình khác cũng từ CaCO3 mà tạo thành CO2, đó chính là phản ứng nung đá vôi. CaCO3 nung lên thôi, các em chỉ cần nung lên sẽ tạo thành vôi sống là CaO cộng với lại CO2. Phương trình đó thì cũng được. Bài tập số 4. Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây cặp nào có thể tác dụng với nhau. Mình có A, B, C, D, E và giải thích viết các phương trình hóa học. Ở đây cô có cặp H2SO4 và KHCO3, K2CO3 và NaCl, MgCO3 và HCl, CaCl2 và Na2CO3, BaOH 2 lần và K2CO3. Những cặp chất tác dụng được với nhau nè. Đầu tiên là chất A có tác dụng được với nhau. Các em thấy ở đây tráo cái gốc SO4 qua mình sẽ có được cái muối là K2SO4 và còn lại bên này chính là axit yếu H2CO3 và nó chính vì nó không bền nên nó sẽ bị phân hủy thành CO2 và nước. Như vậy mình có sản phẩm của phản ứng này là K2SO4 cộng CO2 cộng nước. Đây là phương trình đầy đủ của nó. Ở đây các em thấy 2 kali, mình nhân 2 kali lên đây. 2. Được chưa? Vậy là có 2 carbon thì chỗ này là 2. 2 carbon, ở bên này 2 hydro này, 2 hydro ở bên này 2. Cái cặp chất thứ hai đó chính là cặp C, MgCO3 và HCl. Cũng là tráo gốc qua tạo muối MgCl2 với lại cái axit không bền là H2CO3 cũng tự phân hủy thành CO2 và nước. 2 clo các em nhân lên đây là 2 bằng nhau. Cặp D là CaCl2 và Na2CO3. Mình tạo được kết tủa CaCl3 này, tráo cái gốc CO3 qua đây. Và 2Cl2 natri, như vậy chỗ này cân bằng là 2 NaCl. Cặp cuối cùng là cặp E, BaOH 2 lần cộng với K2CO3, mình có được cái muối BaCO3 kết tủa cộng với 2 lần KOH, 2K này, 2 nhóm OH thì KOH. Cặp chất không tác dụng được với nhau trong cái dãy này chỉ có duy nhất là cái cặp B là K2CO3 và NaCl. Mình giả dụ như mình có xảy ra phản ứng đi, thì mình sẽ viết các sản phẩm ra là tạo thành KCl cộng với Na2CO3. KCl mọi muối clorua đều tan. Như vậy trừ AgCl với PbCl2 nhá, cái đó. Nhưng mà đây các em thấy đây là kim loại kiềm rồi cho nên là KCl là một muối tan, Na2CO3 cũng là một muối tan, như vậy phản ứng này không tồn tại. Do đó mình kết luận được cặp chất này không tác dụng được với nhau. Bài tập số 5. Hãy tính thể tích khí CO2 tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaCO3. Vậy thì đầu tiên mình sẽ đổi nó về số mol trước. Số mol của H2SO4 sẽ bằng m nhỏ trên cho m lớn, và các em ở đây mình có số liệu 980g. Và cái phân tử khối của H2SO4 này, hydro là 1 nhân với 2 hydro nên mình phải nhân 2 là 2. Lưu huỳnh 32, oxy 16 nhân với 4, ta có giá trị là 98. 980 mà chia cho 98 là mình có được 10 mol. Cô viết phương trình hóa học của phản ứng H2SO4 cộng với lại 2 lần. Từ hệ số tính sau các em nhé, H2SO4 cộng với lại NaHCO3 tạo thành Na2SO4 cộng CO2 cộng với nước. Mình cân bằng ở đây có 2 natri thì mình nhân 2. Và nó khiến cho cái chỗ mà trước chất tham gia phản ứng có chứa carbon là nó bị cố định. Duy nhất chất này có carbon. Ở đây có 2 carbon thì bên này mình bắt buộc phải nhân với 2. nhân với 2. Và bây giờ mình đếm hệ số của hydro là 2 hydro với 2 hydro là 4. Bên này có 2 thì mình nhân thêm 2. Và các em sẽ thấy ngay được là số mol của CO2 sinh ra này sẽ bằng 2 lần số mol của H2O4 phản ứng. Đúng chưa nào? 1 mol H2O4 phản ứng mà tạo ra được 2 mol CO2, như vậy số mol của CO2 nó sẽ bằng 2 lần số mol của H2O4 phản ứng. Và số mol H2O4 phản ứng ở đây đã tính ra được chưa? Là 10 mol. 10 x 2 là bằng 20 mol. Và khi đã có số mol thì mình đổi qua thể tích rất là dễ dàng bằng cách cái công thức là V bằng N nhân cho 2274. Ở đây V sẽ bằng N là bằng N chính là số mol đó, là bằng 20. 22,4 nhân vào thì sẽ được giá trị là 448 lít. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!